Chào tất cả các bạn đến cùng Ngọc Phương. Hôm nay các bạn thấy có nào không? Và hôm nay Phương sẽ dẫn các bạn đi xem củ cà rốt rất là đặc biệt là mọc ra keng. Bây giờ đi thôi. Các bạn nhìn này, đi ăn thôi. Nó có vị ngọt, nó ngon, có vị chocola. Thank you.
Xin chào các bạn, video của Ngọc Phương đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ ấn like, subscribe và cho Phương làm video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.